Ok, sau khi mình đánh khoảng được 200 coin rồi, bây giờ mình sẽ đi mua đồ nha. Để mình chỉnh tốc độ chậm lại cho các bạn dễ thấy. Cái bình này hình như là cái bình cái đầu tiên nè các bạn thấy không? Hình như xài là cộng cộng bất cứ cái công thủ hay gì đó, chỉ 50 hay cộng hên xui á. Mốt xài là do level cao mình cộng cái tới 200 trăm mấy mình mua này hên xui. Giờ mình sẽ mua cái này là về up vũ khí. Nha, hồi đầu tiên mình mua hai cái thương trước đi. Mua mấy cây là bên kia nữa. Sẽ mua 5 cây nha. Mình sẽ mua cái cục 500 nè. 500 này ra ngoài mình bán lại được 500, nó lời hơn cái cục 10.000 này nha. 10.000 ra bán có 2.500, 10.000 ra bán có 2.500. Mà cái cục này sẽ nó làm cái gì mình để nữa mình vô trong kia mình coi thử đấy. Ngọc này là ép đồ nè. Mình mua 7 cục thử rồi nó về ép được cái gì nha. Này các bạn chỉnh tốc độ nhanh đi cho nhanh nha các bạn.
Nhiều quá. Mua lần 500 lâu mà mua lần 1.000 thì lỗ, 10.000 thì lỗ. Mình chỉ sơ các bạn vậy thôi nha. Bây giờ mình ra ngoài mình bán sẽ có đồ để mình mua gì lâu lắm. Các bạn cứ từ từ mà mua đi. Để mình ra ngoài mình bán nha. Vậy ông thợ rèn này sẵn cho rèn luôn. Coi rèn thử ra được gì nha. 7 cái. 7 cái được cái này, cái thương cái gì em biết. Lát mình vô mình mua 13 cái nữa. Coi không biết được cái gì. Đây mình vô mua thử 13 cái nữa coi. Mới có 18 quả chè đậu đen. À, được cái kiếm 15, được cái giáp cộng 2 nè. Giáp của bộ ngon rồi nha. 15 được cái giáp. Còn 20 là được cái kiếm, 15 được cái giáp. Tùy theo các bạn thích thích up cái đội quân tướng á, thì các bạn mua. Còn thích up đội quân tùy theo nha. Mình thì sẽ up đội quân ngựa với pháp sư thôi, hai cái thôi. Sau này có bắn cung mình up thêm bắn cung nữa. Chứ up nhiều quá mất thời gian dữ lắm. Các bạn nào muốn thích quýnh mạnh thì up nhiều lên, quýnh thì nhanh mạnh coi đã mắt thôi. Mình sẽ đổi cái này nha. Mình sẽ cũng dừng cái video đây nha. Mình sẽ đi vô mình đổi tiền cái đã. Thì cứ vậy thì mấy bạn cứ bán thôi. Xong qua đây bán nè. Đấy. Cái này ở chổng mua tới 2 gữ bán 1.800 lỗ tụt quần. Mua 15 bán có 45.000. Mình bán nè. Lâu nghe bạn. Rồi để mình về gắn vũ khí cái mình về mình gắn vũ khí cái rồi bán nó hiện ra chỉ có cái đó không dễ nhỏ nhanh. Cái áo này thủ có 15, tốc độ 13, thua cái áo này nè, 7, nhưng mà thủ 10, đây không?
Rồi ok, mình sẽ dừng ở đây nha. Mình để mình đi ấy xong rồi bán đi nè. Các bạn bán trong đó đó. Để mình coi cái bình kia nó xài cái gì cái đã. Sẵn chỉ luôn. Cái này xài cũng được nữa nè, để coi nó tăng cái gì đã. Thôi nha, bình nó xài gì mình không biết nha. Cục này chắc tôi mình theo mình nghĩ chắc bơm đầy máu á. Nè cái lọ này nè. Đấy, đúng rồi, nó tăng hên xui. Nó sẽ tăng cái điểm tăng cái điểm này nè. Không? Tăng cái điểm này mà hên xui, nó không biết tăng cái nào hết. Cái đó khi nào mình level cao á mình sẽ mua. Khi nào mình bơm nó tốn một lần 200 300 mình mua cái này sẽ lợi hơn nha, mình mua mình bơm lợi hơn. Còn một cái nữa. Để coi cái 10 10.000 nó xài sử dụng làm gì. Đây cái 10.000. Sử dụng. À. Cái 10.000 này là mình xài là nó sẽ có thiệt chiêu nha. Mấy con tướng nào mà không có thiệt chiêu mình xài cái có thiệt chiêu nha các bạn. Con này nè, nó có hai cái thiệt chiêu, mình xài thêm cái thiệt chiêu nữa. Kiếm thêm cái thiệt chiêu nữa. Xài cái thiệt chiêu này đi. Đó. Đó là cái đó, cục đó là xài có tuyệt chiêu nha. Giống như mình thường mình đánh mình bấm nút O nó sẽ tích lũy á, chơi chiêu á. Rồi, xong nha, mình sẽ dừng ở đây, mình sẽ đi bán đồ cái chứ bán lâu lắm.